Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quốc Thành Napka. Hiện tại thì mình đã tích được một ít tài nguyên này các bạn, 30 cuộn hệ, 46 cuộn thường, 147 tim và đâu đó 17.000 kim cương. Ok, thì mình sẽ vô test nhân phẩm luôn nha các bạn. Test nhân phẩm. Rồi, trước khi các bạn xem thì các bạn hãy vào danh sách mong muốn, mình xem lại danh sách mong muốn tướng của mình xâm ra ha. Silas Simira Diamond Isaac. Con này bị nép rồi, hơi buồn các bạn. Bị nép rồi. Nép thì lấy con này. Ok. Rồi, mình chỉ cho các bạn thứ tự xâm luôn nè. Lần trước mình có làm một cái video nhưng lần đó thì mình sum hơi fail các bạn, tại vì các bạn biết tỷ lệ mà, nếu mình sum bằng kim cương hoặc cuộn hoặc là cuộn hệ thì chắc chắn với các bạn sum 30 lần thì sẽ được một tím, đó là tỷ lệ 100% ra các bạn, nếu mà 30 lần thì chắc chắn sẽ có tím, còn nếu may mắn hơn thì mình sẽ sum được nhiều hơn ha. Bởi vậy bây giờ thì mình sẽ vào thử nhân phẩm của mình tới đâu nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn hãy xả tim trước. Nói chung là các bạn hãy xâm tim trước, còn mình hãy xâm hai, mình lật hai ô còn nhiều lại mình sẽ lật tất cả. Rồi, còn 47 tim xâm luôn. Xâm tim trước các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ xài cuộn thường ha. Cuộn thường. À đúng rồi, danh sách mong muốn mình sẽ cho Isaac vào. À, có rồi. Rồi, mình sẽ xài cuộn thường các bạn. Mình sẽ xài cuộn thường. Tiếp đến là mình sẽ dùng kim cương. Rồi, 10 cuộn. Không có gì hết. Tiếp đến 10 cuộn tiếp nữa. Rồi. Nhân phẩm toàn cho phút thôi các bạn. Cho theo tỷ lệ tới 7 bậc. 6 bình luôn và 4 green. Lần này chắc chắn có nè. Chắc chắn sẽ có tím. Thêm đi. Một tím các bạn. Ồ, có siêu last. Tướng này là tướng support, bút máu hơi bị đá này các bạn. Siêu last bút máu rất là thích luôn. Mặc dù nó cầm dao nhưng nó là bút máu thôi. Ok, thăng tiên. Đây rồi, đây rồi. Tiếp tục các bạn ơi, mình còn một ít cuộn thường nè, một lần. Rồi sau khi mình xâm ra tím thì nó sẽ reset lại từ đầu nha các bạn, tức là tỷ lệ vẫn là 3 lần thì mới có tướng tím, các bạn lưu ý ha. Rồi một lần nè. Bây giờ để chắc chắn có tướng tím các bạn nên để đủ 30 lần các bạn xâm. Rồi nhân phẩm, nếu mà các bạn xâm cứ đúng 3 lần mới có tím này, thì các bạn đang xui giống như mình nè. Xui chắc luôn các bạn. Ba lần mới ra một tướng tím nhưng mà đã đúng duy nhất một con là đang xui rồi. Rồi mình được thêm một bé hầu nữa. Sau khi ra tím nó sẽ reset lại, các bạn nó sẽ tính lại 3 lần tiếp. Nên tốt nhất là các bạn hãy sum đủ 3 lần rồi các bạn chuyển sang sum cái khác. Đó. Lần này chắc chắn có nè. Xâm tướng theo tỷ lệ là cứ 30 lần mới có một con. Thì như vậy là đang, nói chung là tỷ lệ này là tỷ lệ bắt buộc phải có rồi. Với đồng nghĩa với việc là mình đang khá xui các bạn. Xâm tướng vậy là quá xui rồi. Mình sẽ lấy hệ thú.
Rồi, bây giờ này mình chọn tiếp tục sâm kim cương hoặc là sâm cuộn các bạn. Tại vì sâm kim cương các bạn biết là cứ đúng 3 lần thì nó reset. Vậy tốt nhất là nếu mà các bạn không đủ 3 lần thì các bạn đang có cuộn thì bạn nên sâm cuộn hệ đi. Chuyển sang hệ thú luôn các bạn. Cái việc chuyển này là không cần thiết nha. Là các bạn đợi ngày nào nó reset ra hệ các bạn cần thì các bạn sâm. Tại này mình đang ấy, mình cần thiết nó mình chuyển luôn nha các bạn. Rồi. Tím, tím, tím. Yeah. Ra cú các bạn. Con cú hiện tại đang khá hot nè. Nhất là để đi hành trình kỳ quan. Cái phần Trial of God lấy bảo vật cho nhánh Agi các bạn. Đang rất cần. Cần nó lắm. Ok, lại full. Ủa các hệ tím nó không tự thân thiên được à đây. Rồi. Mình còn hai lần nữa mình xâm luôn. Các bạn xâm vậy lần sau các bạn nhớ vào xâm cuộn hệ nha. Rồi. Nhân phẩm phải nói là phải gọi là quá xui luôn các bạn, xui lắm. Mình sẽ vào mở một ít đá tím ha. À, lúc nãy mở cuộn này là mình xâm được một lần nữa rồi các bạn. Ok, mình có hai viên đá tím, làm thử rồi. Chuyển qua thư này các bạn. Chuyển qua thư đã tăng độ hồi hộp các bạn ơi. Lên map cao các bạn. Những con 4 skill không đáng sợ bằng những con 3 skill đâu các bạn ơi. Mấy con 3 skill là những con đáng sợ nhất. Rồi, và coi thư có gì các bạn. Đây nó là một sâu rust và một cầu hay là nó không cho phút các bạn. Rồi tăng sao. Nhưng sao hầu luôn. Ánh sáng đang dư phút các bạn. Ren trước kia là một con tướng đi đâu người ta cũng phút luôn các bạn. Nhưng hiện tại nó là một con tướng đang khá là lỗi và được nhiều người săn đón nha. Các bạn có Ren từng phút nữa các bạn. Nội thất của Ren là cái đáng mơ ước các bạn. Nhiều người muốn có Ren tại vì nội thất của nó.
Ok, đã up full. Lên được mấy triệu lượt chiến thôi các bạn. Siêu last nhận thưởng thôi. Mình nhớ ạc này tầm khoảng 130 mấy các bạn. Đã lên 140 mấy rồi. Rồi, nhân phẩm ngày hôm nay của mình có thể nói là khá xui. Mình đang tích thêm tài nguyên mấy ạc khác các bạn. Rồi, sẽ tới lúc là mình xả tài nguyên. Xem thử nhân phẩm tới đâu rồi. Ạc này bây giờ chủ yếu mình dùng để cho các bạn mượn tướng thôi. Đây. Lóc lóc vào với mấy bạn có mượn tướng thì mình cho mượn. Mở rương đó các bạn, chọn Lucre. Rồi, mình có rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Và video đỏ nhân phẩm mà xâm tướng các bạn, mình có tầm một ạc tầm khoảng mấy trăm cuộn hề, mấy trăm cuộn thường và một trăm mấy chục ngàn kim cương, một trăm mấy chục ngàn xung nội thất, thì đâu đó là vào ngày Tết Tây, ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì mình sẽ test nhân phẩm ạc đó các bạn. Và ạc đó khi test nhân phẩm thì mình sẽ nhớ rửa tay để khỏi phải xui giống như ạc này các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt.